Ước mơ du học tại đất nước lá phong xinh đẹp chưa bao giờ giảm đi cái độ nóng trong lòng mỗi học sinh sinh viên Việt Nam, bởi ngành giáo dục Canada luôn đứng trong top đầu thế giới về chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, việc xin visa đi Canada học lại rất là khó khăn. Điều này phần nào đã làm lung lay ý chí của các học sinh trong tương lai. Thế nhưng thực tế, nếu bạn chuẩn bị chu đáo, một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì việc xin visa Canada là không khó như bạn nghĩ. Nếu chúng ta không xét về việc xin visa khó hay dễ mà chúng ta chỉ xét về việc học thuật thì liệu rằng tiếng Anh không tốt có nhập Canada được không? Các trường Canada có đòi hỏi yêu cầu tiếng Anh đầu vào hay không? Chuẩn tiếng Anh sẽ là bao nhiêu? Chúng ta cùng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tiếng Anh không tốt có nhập Canada được không của chúng ta trong ngày hôm nay các bạn nhé. Tiếng Anh luôn là điều trở ngại đối với các bạn học sinh Việt Nam chúng ta, nhưng thực ra ở bậc trung học thì trường Canada không đòi hỏi Anh văn đối với học sinh, nhưng phần lớn các em có trình độ tiếng Anh khá sẽ vượt trội hơn các bạn khác. Khi sang Canada, các em sẽ tham dự một buổi kiểm tra toán và Anh văn để phân loại trình độ và xếp lớp. Ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học thì bắt buộc du học sinh phải có bằng Anh văn quốc tế là TOEFL hoặc IELTS. Tùy vào mỗi trường sẽ có những yêu cầu cụ thể về số điểm. Tuy nhiên, hầu hết các trường Canada đều có lớp dạy tiếng Anh đầu vào cho du học sinh chưa có tiếng Anh tại thời điểm nộp đơn như là ESL, EAP, IAP, ELF. Các khóa này thường xuyên được khai giảng trong năm. Như vậy, tiếng Anh không tốt có du học Canada được không đã không còn là điều lo lắng với các bạn học sinh nữa. Nhưng vấn đề chọn ngành, chọn trường cũng quan trọng không kém. Xu hướng học sinh Việt Nam chọn theo học ngành du lịch khách sạn là khá nhiều. Nên trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng chia sẻ với các bạn về ngôi trường chuyên đào tạo ngành du lịch khách sạn tại Canada. Đó là trường Fleming College. Tôi giới thiệu cho tất cả các bạn về ngôi trường này vì các điểm mạnh của trường như sau. Khi nộp đơn xin học tại trường thì việc xin visa của các bạn cũng sẽ dễ dàng hơn vì không phải chứng minh tài chính. Vì trường nằm trong danh sách diện xét duyệt visa ưu tiên nên thời gian cấp xét visa cũng nhanh hơn. Môi trường học tập an toàn, yên bình, chi phí sinh hoạt hợp lý. 83% sinh viên tại trường Fleming có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. 92% nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường Fleming College. Dịch vụ hỗ trợ đón tại sân bay miễn phí dành cho sinh viên. Trường miễn phí xét hồ sơ cho những bạn đăng ký nhập học tại trường. Trường có ký túc xá dành cho các bạn sinh viên ở tại cơ sở Peterborough và Lindsay, chỉ cách trường 3 phút đi bộ. Cơ hội học chuyển tiếp lên 37 trường đại học đối tác. Ngoài ra, về mặt chi phí của trường cũng khá là hợp lý. Chương trình cao đẳng có học phí trung bình khoảng 13.600 đô la một năm. Học phí chương trình chứng chỉ sau đại học trung bình khoảng 15.700 đô la một năm, đã bao gồm một số phí dịch vụ sinh viên nhất định và 370 đô phí bảo hiểm mỗi kỳ. Chi phí nhà ở và ăn uống khoảng 7.000 đô la một năm, sách vở và tài liệu khoảng 500 cho tới 1.000 đô la một năm, đi lại các chi phí khác khoảng 2.000 đô la một năm. Công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam. Truy cập nhanh vào website visacanada.edu.vn hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với các tư vấn viên của chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Lưu ý Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh ngoài Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.